Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Cần Thơ các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Chí. Mình có giao lưu với anh em một số gốc mai tàn nha, còn mai phôi. Qua video mình cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Chí trong cái lô trước các bạn. Anh đã giao lưu thành công. Lô mới này giá đã rất là hữu nghị nha anh em. Anh em xem chi tiết rồi anh em liên hệ với anh Chí để mình sở hữu. Đầu năm thì mình xin chúc tất cả những người anh em đam mê cây kiểng một năm thật là nhiều sức khỏe anh em ơi, hồng phát cả năm nha. Em xin chào anh Chí. Chào Thắng. Dạ. Chào tất cả bà con chú bác Cần Thơ. À, bữa nay em giao lưu một số mai vàng anh em, như là đặc biệt là mai vàng, nhưng có một số cây công trình. Anh em nào có nhu cầu và cây công trình và cây ăn trái, em có tất cả. Dạ. Các loại cây luôn. Dạ. À, mong anh em thích và ủng hộ. Dạ. Số 1 nha. Đây. Phong tàn tự nhiên nha anh em. Cái này em chơi theo cái phong tàn gì anh Chí? Cái này dán bay. Dán bay hả anh? Là hồ đang bộ, cái này nó bay tự nhiên nè. Dạ. Cái này cắt chỉnh sửa là cây này cũng cắt đẹp luôn. Chiều cao nó tầm khoảng nhiêu anh Chí? Cây này chiều cao khoảng 2,5 m à. Rồi, 2,5 m. 4 m. Rồi. Đây. Bay tự nhiên luôn nha anh em. Thân lắc lượng nha. Mặt bông đó mình chia sẻ luôn anh. Mặt bông nó 5-7 cánh. Cánh cũng khích. Rồi, từ 5 đến 7 cánh ha, bông khích. Là cái tàn này mình có con vô hả? Có con nè. Chi? Cái này đúng con. Đây. Mặt phía đây luôn nha anh em. Cái này nhìn có duyên nha. Cái này gì anh em chỉnh sửa xương xương cho cái tàn nó tròn thêm chút nữa là anh em chơi thôi. Đây. Cái này em thấy nước da nó còn tơ nha. Vì em nuôi nó phát anh em ơi. Rồi, mặt phía đây luôn. Tuổi đời nó sao anh Chí? Cái này chủ nhà nó mười mấy năm à. Cái này nó mau lớn nó còn xuống cây đó. Mười mấy năm ha. Cái thân rất là đẹp nha anh em. Đây nè. Cây này sửa rồi cắt rồi chơi bonsai đẹp lắm. Rồi đây là cái nào đế đây. Rồi đây đẹp. Nó có đế xuống hết. Rồi đế cũng tương đối ok anh em ơi. Dán bay nha. Rồi mình cho các bạn cái thông số luôn anh Chí ơi. Số mình lên 2 vị trí đi. Cái này 59 nè. Rồi 59 nè anh em. Còn xuống dưới cắn có đế chút. Mà nó 70. Rồi 70. Cái này nó bắt năng lên đây nó còn khoảng 52 anh em ơi. Cái này còn 52 nha. Dạ. Cái cành này nó 26. Rồi cốt cành 26. Rồi 47. Rồi số 1 này giao lưu giá nhiêu anh Chí? Cây số 1 này em giao lưu với anh em là bao xếp 200 km. Rồi 37 triệu. Dạ. Bao xếp 200 km. Rồi 37 triệu các bạn ơi. Bao xếp cho anh em 200 km nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, mời các bạn tham khảo gốc mã số 2 nha. Một cái phôi khủng nha anh em. Rất là to nha, lực lưỡng luôn. Cây này gần quốc à. Dạ. Cái này ghim hay ghép anh Chí? Cái này anh lấy lại người ta cũng ghép mấy một rồi nè. Dạ. Và ba cái phú quý dính mấy đầu hết trơn à. Dạ. Ghép có... phú quý anh. À, phú quý. Anh cũng mới lấy người ta ghép dạ. Mấy đầu rồi. Đây các. Đây các bạn ơi, ghép nó đâm tượng rất là mạnh mẽ nha, sức sống mạnh mẽ luôn. Mình giao lưu với anh em là bao sống khỏe luôn ha anh Chí. Bao sống khỏe, cái này bao sống khỏe. Dạ. Đây. Cái thân rất là lớn nha anh em. Ghép mà anh lấy rồi. Dạ. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Chí? Cái này chiều cao 1,2 m. Rồi 1,2 m. Cái này bông sa đại nha anh em. Dạ. Rồi anh quay vòng cho bạn xem cái nào đế luôn anh ơi. Đế nó bỏ xuống. Cây chắc già cây lắm anh. Cây này già nhưng mà nó sắn như cái gần vậy. Dạ. Sắn mà nó lên nâu luôn. Đây. Cây này đã ghép cái gì anh nói phú quý hả, giống phú quý anh. Phú quý nó loại 18 cánh á. Yeah. Nó chỗ phú quý là nó chỗ dài đó, nó chỗ cả từng nó mới rụng. Rồi cây này về anh em nuôi nha. Rồi anh em tạo tàn tán anh em chơi. Bông phú thì đã ghép phú quý rồi. Nó 73 nha anh em. Rồi 73. 73.
Còn xuống cái cũ nha, cũ khá bự rồi, cũ đặt nha. Cũ đặt này 103 nha anh em. Rồi 103. Đoạn đò thoát thân lên đây khoảng bao nhiêu anh chị? Thế thoát thân chỉ cần thứ nhất 47. Rồi thoát thân lên 47 các bạn, bắt đầu nó đâm ra ba nhánh các bạn. Cái này dốc ngọn anh em, lên trên này cái đọt này nó khoảng 2 mấy anh. Rồi số 2 này mình giao lưu với anh em giá tầm khoảng nhiêu anh chị? Rồi cây số 2 này em giao lưu với anh em là 37 triệu, bao xếp 200 km. Rồi 37 triệu anh em ơi, bao xếp 200 km nha. Cây này anh em về anh em tạo tàn tán thành bông xe đại nha anh em, để em chơi nha, tiềm năng luôn nha. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo gốc mã số 3 nha anh em. Đây gốc này có cái củ khá là lớn nha, bông xe đại luôn. Cây này lá nó đang được thúng rất là nhiều nè, rất sung lên em, mừng mở luôn nè. Vì anh em chăm thêm rồi anh em vô dây định hình đó rồi anh em chơi thôi, bonsai đại luôn. Cái này mà mình chia sẻ mặt bông luôn chứ? Cây này giáo lai anh em ơi, nó 5-7-9 cánh. Dạ. Yeah. Rồi cái này anh em khỏi ghép luôn. Không có nữa. Rồi là mình nuôi cho nó tàn tán ok là mình chơi luôn. Cái này chiều cao nó là 97 anh em. Rồi chiều cao 97. Rồi đây cái cũ nè, quần cũ luôn nha, đặt luôn. Cái này giá rất là mềm nha, nuôi tương lai luôn. Để cho anh em nuôi lại năm sau chơi. Để rồi mình đo cái thông số luôn chứ ơi. Số thứ nhất ở trên đầu cổ đế nè, nó 79 anh em. Rồi ok anh ơi, 79 thần tài luôn. Cũ nó 86. Rồi cũ 86. Cái eo nhỏ nhất nè. Cây này nó ngọn nó quá quá. Là 55 nha anh em. Rồi 55. Cái này ba anh em bông đẹp luôn. Rồi số 3 này cho lưu giá nhiêu anh chí? Cây này em bao xếp 200 km là 15 triệu anh em ơi. Rồi tầm 15 triệu anh em về anh em nuôi nha, tương lai nha anh em, bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo gốc mã số cuối cùng của hôm nay các bạn ơi, một gốc mai dán bay nha. Đây mã số 4, nó chiều bay ra khoảng nhiêu anh chí? Cái này chiều bay nó khoảng 1,5 m. Rồi 1,5 m. Đây mặt bông sao anh? Cái này anh chưa thấy mặt bông. Cái này chưa thấy mặt bông các bạn ơi, vậy anh em nuôi tạo tàn tán nha. Cái này dưới cái đế nó làm như hình thú nha anh em, cái cũ nha. Đây có cái lỗ gì anh? Cái lỗ này cộng đế nè. Dạ. Đây không phải một gì anh em. Nó không có mềm một bọng này cho nghe anh em. Rồi anh quay vòng mặt phía đây cho các bạn xem lỗ đế luôn anh. Nồi đế đẹp nha anh em, dán bay này. Dán bay chuẩn nha. Cái này cái cũ anh em trồng xuống chút nữa. Dạ. Mặt này nhìn giống thú nè. Rồi mình cho các bạn thông số luôn chứ ơi. Một cây dán bay nha. Số 2 vị trí đi, chỗ eo nhỏ nhất là 55. Rồi 55. Đó, cũ này. Nó 68. Rồi 68. Đó, cũ đặt nè. Cũ đặt xích xuống chỗ để cây này nó cũng nở cây lắm. 87. Rồi 87 đâu đo lên chiều cao đây phải tới đây khoảng nhiêu anh? Cái đỉnh này nó 51. Rồi chiều cao đỉnh 51 nha anh em. Cây này có cái phòng sẵn nha, giờ mình tạo tàn tán đầy đủ là mình chơi thôi. Rồi giao lưu giá nhiêu anh chí? Rồi cây này em giao lưu với anh em là bao xếp 200 km là 8 triệu anh em ơi. Rồi giá quá mềm luôn anh em ơi. Có 8 triệu bao xếp cho anh em 200 km. Nguyên chút nữa là bỏ con đế này nữa nè, nó còn nguyên cũ, nếu bỏ con đế này là ra cũ này 80 luôn. Rồi anh em nào mà thiện chí mà thích gốc dán bài thì tham khảo thử gốc này các bạn. Xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao dịch thành công với anh chí. Chào tạm biệt các bạn.